Huntington Beach, Fountain Valley, Garden Grove, you có rất là nhiều những ứng cử viên hiện nay đang ra tranh cử những cái chức vụ ở địa phương ở đây, thì các bạn hãy cũng giúp cho họ luôn, giúp cho họ để thắng. Họ cần sự giúp đỡ của các bạn để họ thắng. Chúng ta đang ở California. Tôi muốn con cái của chúng tôi tiếp tục ở đây, tiếp tục được sống ở đây, chứ không phải là không được. Hãy đấu tranh cho California. Một lần nữa xin cảm ơn. Janet, let's give her a hand, don't go anywhere. So, I want to basically, once again, thank you all for coming out. You know, we have a good neighbor program, it's like that, where you just have to text 100 people, that's all. Could I get everyone look at my camera right here, please? Đây tất cả là những người khuôn mặt của những người gọi là ứng cử viên đây, và những người dân cử nữa. Chúng ta thấy có ông Tài Đỗ nè, và ông Ted Bùi. Hồi nãy có nghe xướng danh cô Kimberly hỏi nhưng không thấy mặt ở đây. Bầu cử này mình phải đi ra bỏ phiếu, và quý vị cũng nhớ trong 2018 cấp mà mình mất cái chức thượng nghị sĩ, mình chỉ mất là chỉ 1.2%, và trong đó nó chỉ có 3.000 người mà mình under, but in that 34.000 người cư dân Mỹ gốc Việt không đi bỏ phiếu. Had only 3.000 một người đi ra bỏ phiếu là mình sẽ giữ lại được. So Janet mong quý vị giúp cho Janet, mình phải đi ra bỏ phiếu. Và xin quý vị gọi văn phòng để quý vị cần văn phòng giúp cái gì. Một cái vấn đề mà người Mỹ có lẽ không quan tâm, nhưng mà một số cử tri gốc Việt có lẽ quan tâm, là cái việc có hay không cái việc mà dân biểu Janet Nguyễn trước đây có gặp hay không gặp ông Tổng lãnh sự của Việt Nam đó. Thì lần trước gặp Janet Nguyễn thì Janet Nguyễn đã khẳng định là không có cái chuyện đó. Nhưng mà tôi cũng có phỏng vấn ông Lê Công Tâm thì ông ấy nói ông lại là khẳng định là có. Vì ông là người gọi là phụ tá thời điểm đó và đã đưa Janet Nguyễn tới. Ông nói rằng nếu mà không có thì Janet Nguyễn có thể lên máy sự thật, hay là lên đi kiện ổng đi, hay là đi gọi là lên tranh luận đi với ông để mà khẳng định cái điều đó. Thế thì dân biểu Janet Nguyễn có thể nói gì về điều đó? Dạ, thưa, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Tuy nhiên hôm nay là cái ngày để cho dân biểu Janet Nguyễn khai trương văn phòng tranh cử, thành ra vấn đề này xin phép để gửi lại trong một cái dịp nào khác. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Cảm ơn chị.